Phần bình bác, điều học thứ 9 130 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Chetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni thường trú ở căn phòng của phường hội nọ bị thiếu thốn về cháu. Khi ấy, phường hội ấy, sau khi gom lại sự tự nguyện hùng phước, cho nhu cầu về cháo của các tỳ khưu ni đã để lại phần tài vật ở nhà của chủ tiệm buôn nọ rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và đã nói điều này thưa các ni sư phần tài vật cho nhu cầu về cháo đã được để lại ở nhà của người chủ hiệu buôn kia từ nơi ấy các ni sư hãy bảo mang gạo đến rồi bảo nấu cháo và thọ dụng các tỳ khưu ni sau khi tự mình yêu cầu rồi đã bảo sắm dược phẩm bằng phần tài vật ấy và thọ dụng. Phương hội ấy biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng Tại sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác các tỳ khưu ni đã nghe được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu ni lại bảo sấm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác? cho nhu cầu của vị khác. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni bảo sắm vật khác nữa Do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni lại bảo sắm vật khác nữa, do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác? cho nhu cầu của việc khác vậy. Này các tỳ khưu, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hòa nhã sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu Nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác thì vật khác nữa ấy nên được xả bỏ và vị ni ấy phạm tội paticittiya ưng đối trị. 131. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni người nữ đi khất thực là tỳ khu ni người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khu ni người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khu ni là tỳ khu ni do sự thừa nhận là tỳ khu ni do tự mình xác nhận là tỳ khu ni khi được đức phật nói rằng này tỳ khu ni hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khu ni Người nữ hiền thiện là Tỳ khưu ni, người nữ có thực chất là Tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là Tỳ khưu ni, người nữ thánh vô học là Tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ khưu ni. Ở đây vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này bằng phần tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác đã được dân nhắm đến nhu cầu của việc khác thuộc về nhóm vì lợi ích của nhóm, không phải của hội chúng, không phải của một tỳ khưu ni. Do tự mình yêu cầu, sau khi tự mình yêu cầu. Bảo sắm vật khác nữa, vị ni bảo sắm vật khác, trừ ra vật đã được dâng theo ý định của thí chủ. Khi khởi sự thì phạm tội đút kata, tác ác. Do sự đạt được thì phạm vào nít sách ghi nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đánh lễ ở chân các tỳ khưu ni trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Bạch chư ni sư, vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác. Giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Vật đã xả bỏ nên được cho lại. Bạch Chư Đại Đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vật này thuộc về tỳ Khưu Ni tên như vậy là vật phạm vào Nishat Giyya đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho lại vật này đến tỳ Khưu Ni tên như vậy Thưa các Đại Đức Ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm Do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác giờ cần được xả bỏ. Hội chúng nên cho lại vật này đến Tỳ khưu ni tên như vậy. Vị Tỳ khưu ni ấy nên đi đến nhiều Tỳ khưu ni, đắp thượng y một bên vai, đánh lễ ở chân các Tỳ khưu ni trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy thưa các đại đức ni vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác giờ cần được xả bỏ tôi xả bỏ vật này đến các đại đức ni sau khi xả bỏ nên sám hối tội tội nên được ghi nhận bởi vì tỳ khu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Vật đã xả bỏ nên được cho lại. Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi. Vật này thuộc về tỳ khu ni tên như vậy là vật phạm vào nishat kia đã được xả bỏ đến các đại đức ni. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức ni, các đại đức ni nên cho lại vật này đến tỳ khưu ni tên như vậy. Vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu ni, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Thưa ni sư, vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về nhóm đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến Đại Đức Ni. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni ấy. Vật đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại ni sư. 132 Thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc khác. Vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nít sát ghi ya, bà chích tì ya, ưng xã đối trị. Thuộc về nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi. Vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội nít sát ghi ya, bà chích tì ya, ưng xã đối trị. Thuộc về nhu cầu của việc khác, lầm tưởng là không thuộc về nhu cầu của việc khác vị ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội ti pachitia ân xả đối trị sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ nên sử dụng như là vật bố thí không thuộc về nhu cầu của việc khác lầm tưởng là thuộc về nhu cầu của việc khác phạm tội đút kata tác ác không thuộc về nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, phạm tội đút kata, tác ác. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác, thì vô tội. 133 Vị ni sử dụng phần còn lại sau khi đã bảo sắm đủ vật kia vị ni sử dụng sau khi hỏi ý các người chủ. Trong những lúc có sự cố, vị ni đi bị điên, vị ni đi vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Phần Bình Bác, Điều học thứ 10 134 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Chetavana, tu viện của ông Anatha Pindika. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Thulananda là vị ni nghe nhiều, chuyên độc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về thuyết pháp thoại. Nhiều người thăm viếng Tỳ Khưu Ni Thulananda. Vào lúc bấy giờ, căn phòng của Tỳ Khưu Ni Thulananda bị hư hoại. Dân chúng đã nói với Tỳ Khưu Ni Thulananda điều này. Thưa Ni Sư, tại sao phòng ở này của Ni Sư bị hư hoại? Này các đạo hữu, không có các thí chủ, không có các nhân công. Khi ấy, những người ấy sau khi gom lại sự tự nguyện hùng phước cho nhu cầu về phòng ở của tỳ khưu ni Thulananda rồi đã dâng lên phần tài vật thuộc về tỳ khưu ni Thulananda. Tỳ khưu ni Thulananda sau khi tự mình yêu cầu rồi đã bảo sắm dược phẩm bằng phần tài vật ấy và thọ dụng dân chúng biết được rồi phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao ni sư thulananda lại bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần vật thực thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác sau đó các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu, các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng. Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thunlananda bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao tỳ khưu ni thulananda lại bảo sấm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vậy. Này các Tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hòa nhã sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì mười điều lợi ích nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu ni nào bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác thì vật khác nữa ấy nên được xả bỏ và vị ni ấy phạm tội Pachitiya, ưng đối trị. 135. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ Khưu Ni. Người nữ đi khất thực là Tỳ Khưu Ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là Tỳ Khưu Ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là Tỳ Khưu Ni. Là Tỳ Khưu Ni do sự thừa nhận, là Tỳ Khưu Ni do tự mình xác nhận, là Tỳ Khưu Ni khi được Đức Phật nói rằng: Này Tỳ Khưu Ni, hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khu ni người nữ hiền thiện là tỳ khu ni người nữ có thực chất là tỳ khu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khu ni người nữ thánh vô học là tỳ khu ni người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là Tỳ Khưu Ni. Ở đây, vị Tỳ Khưu Ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị Tỳ Khưu Ni được đề cập trong ý nghĩa này. Bằng phần tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác đã được dân nhắm đến nhu cầu của việc khác. Thuộc về cá nhân, vì lợi ích của một tỳ khưu ni không phải của hội chúng, không phải của nhóm. Do tự mình yêu cầu, sau khi tự mình yêu cầu. Bảo sắm vật khác nữa. Vị ni bảo sắm vật khác, trừ ra vật đã được dân theo ý định của thí chủ. Khi khởi sự, thì phạm tội đút kata tác ác do sự đạt được thì phạm vào nissagiyà nên được xả bỏ đến hội chúng hoặc đến nhóm hoặc đến một vị tỳ khưu ni và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến nơi hội chúng đắp thượng y một bên vai đánh lễ ở chân các tỳ khưu ni trưởng thượng Ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Bạch Chư Ni sư, vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm đủ năng lực vật đã xả bỏ nên được cho lại bạch chư đại đức ni xin hội chúng hãy lắng nghe tôi vật này thuộc về tỳ khưu ni tên như vậy là vật phạm vào nissat Giya đã được xả bỏ đến hội chúng nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng Hội chúng nên cho lại vật này đến Tỳ khưu ni tên như vậy. Thưa các đại đức ni, vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác, giờ cần được xả bỏ. Hội chúng nên cho lại vật này đến Tỳ khưu ni tên như vậy vị tỳ khưu ni ấy nên đi đến nhiều tỳ khưu ni đắp thượng y một bên vai đánh lễ ở chân các tỳ khưu ni trưởng thượng ngồi chồm hổm chắp tay lên và nên nói như vậy thưa các đại đức ni vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức ni. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khu ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Vật đã xả bỏ nên được cho lại. Xin các đại đức hãy lắng nghe tôi. Vật này thuộc về tỳ khu ni tên như vậy là vật phạm vào Nisakya đã được xả bỏ đến các đại đức ni. Nếu là thời điểm thích hợp cho các đại đức ni, các đại đức ni nên cho lại vật này đến Tỳ Khưu Ni tên như vậy. Vị Tỳ Khưu Ni ấy nên đi đến gặp một vị Tỳ Khưu Ni đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: "Thưa ni sư, vật này của tôi là vật khác nữa đã được bảo sắm." do tự mình yêu cầu bằng phần tài vật thuộc về cá nhân đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác giờ cần được xả bỏ tôi xả bỏ vật này đến đại đức ni sau khi xả bỏ nên sám hối tội tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni ấy bình bác đã xả bỏ nên được cho lại tôi cho lại ni sư 136 thuộc về nhu cầu của việc khác nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc khác vị ni bảo sấm vật khác nữa thì phạm tội ni sátghiza và chí ân xả xã đối trị thuộc về nhu cầu của việc khác có sự hoài nghi vị ni bảo sấm vật khác nữa thì phạm tội ti sátghiza ưng xã đối trị thuộc về nhu cầu của việc khác lầm tưởng là không thuộc về nhu cầu của việc khác vị ni bảo sấm vật khác nữa thì phạm tội nishatgia bachitya ưng xả đối trị sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ nên sử dụng như là vật bố thí nê. không thuộc về nhu cầu của việc khác lầm tưởng là thuộc về nhu cầu của việc khác phạm tội đút kata tác ác không thuộc về nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghi, phạm tội đút ca ta, tác ác. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác, thì vô tội. 137 Vị ni sử dụng phần còn lại sau khi đã bảo sắm đủ vật kia. Vị ni sử dụng sau khi hỏi ý các người chủ trong những lúc có sự cố vị ni bị điên vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội